Rồi, nó thông báo là recording in progress rồi. Hôm nay tôi sẽ dành phần lớn thời gian để hướng dẫn cho các anh chị và các bạn một cái cách lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch marketing hoặc là marketing online. Lớn thì chúng ta có thể lập kế hoạch bằng năm cho công ty, nhỏ thì chúng ta lập kế hoạch tháng, quý, hoặc là nhỏ hơn nữa là chúng ta lập kế hoạch tuần, hoặc là một cái kế hoạch cho một cái sự kiện. Ví dụ như là mình tổ chức một cái sự kiện lễ ra mắt sản phẩm mới, hay là một cái sự kiện làm chương trình khuyến mại trên toàn hệ thống, mình có thể chạy một cái chương trình gì đó, vân vân, thì chúng ta đều cần phải có một cái kế hoạch rất là chi tiết, rất là cụ thể. Thế thì tôi cũng đã gửi cho các bạn khá là nhiều tài liệu rồi. Bây giờ tôi cũng sẽ share cái slide cũng như share cái bài giảng cho các bạn màn hình để các bạn dễ theo dõi. Tôi có gửi cho các bạn khá là nhiều những cái bản kế hoạch, nó có vẻ cũng không liên quan đến các bạn lắm, nhưng mà gửi cho các bạn tham khảo và tí nữa này tôi sẽ hướng dẫn. Thì đầu tiên mà khi mà chúng ta lập một cái bản kế hoạch kinh doanh và marketing thì về lý thuyết chúng ta sẽ cần làm gì? Đây là cái slide mà tôi giảng cho FSB. FSB tức là FPT Business School, là trường quản trị kinh doanh ấy. Cũng dạy cho toàn trưởng phòng với giám đốc trở lên. Cũng như ở bên VTI thì tôi chỗ chỗ Lan Anh ấy, thì tôi cũng dạy cho các cái giám đốc kinh doanh, giám đốc điều hành, giám đốc marketing, giám đốc bán hàng. Đấy là những cái một số những cái module mà tôi có làm cho các bạn ý. Thì cái quy trình để lập một cái kế hoạch kinh doanh, các mô hình phân tích là gì và cái đề cương của nó như thế nào. Đấy. Sau đó thì chúng ta sẽ đi vào một số những cái cụ thể. Thì không biết là các bạn ở đây có phải lập các kế hoạch kinh doanh cho phòng, cho công ty, cho nhóm hay là cho sự kiện hay không? Nhà tôi nghĩ là với tất cả các bạn thì đều là ở mức độ quản lý hoặc là trưởng bộ phận thì chắc chắn là phải lập kế hoạch. Ví dụ như là chuẩn bị tháng 8 rồi, đúng không? Chúng ta làm kinh doanh thì hôm nay đều là đã làm 30 tháng 7. Thì tháng 8 nay doanh số của chúng ta định như thế nào? Chúng ta định ra chương trình khuyến mại gì? Định bán hàng như thế nào? Phân tích khách hàng ra sao? Vân vân. Rồi phân tích bối cảnh dịch giã chúng còn tiếp tục hay không? Đúng không? Tôi nghĩ là Hồ Chí Minh và Hà Nội thì cũng sẽ giống nhau thôi. Sẽ còn chỉ thị 16 còn khá là dài. Tôi còn có trêu là chỉ thị 16 Pro rồi chỉ thị 16 Pro Max nữa cơ. Sẽ chúng ta đừng có kỳ vọng là nó sẽ sớm. Nên là chúng ta phải đưa cái biến số về Covid cũng như giãn cách vào trong kế hoạch kinh doanh của chúng ta. Đấy, chúng ta đặt cái ngân sách nó thấp xuống, chúng ta đặt cái doanh thu nó thấp xuống. Đấy là chúng ta phân tích một chút. Thế thì cái quy trình ở đây tôi có một cái sơ đồ này, nó cũng khá là đẹp, khá là phức tạp. Tôi có vẽ một cái sơ đồ như thế này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi từ việc là chúng ta có ý tưởng về sản phẩm. Đấy, sau đó mục tiêu chúng ta cần phải viết ra, chúng ta phân tích thị trường, chúng ta lập các kế hoạch và chúng ta thực thi. Đây là cái sơ đồ 5 bước. Và sơ đồ 5 bước, và sơ đồ này thì tôi là người vẽ cái sơ đồ này. Đó. Cũng khá là dễ hiểu đấy. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi phân tích là sản phẩm, giá bán, dịch vụ, chúng ta phục vụ tới đối tượng khách hàng nào. Đấy. Tan thì bán nước, Rossi thì bán mỹ phẩm. Rồi thì cái gì mà Leffa cái gì đúng không? Sofa đấy. Thế rồi thì
lại cả các cái thiết bị y tế, thiết bị chăm sóc sức khỏe nữa. Thì rõ ràng là các nhóm sản phẩm nó khá là khác biệt và nó không có trùng tập khách hàng. Đấy, nên là các bạn cần phải phân tích là bán cái sản phẩm gì, bán cho ai và phải vẽ chân dung khách hàng. Thế thì vẽ chân dung khách hàng bằng cách nào? Vẽ chân dung khách hàng thì có, đây tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái vẽ chân dung khách hàng theo chuẩn của Facebook. Nó gồm những cái gì? Tôi sẽ tắt mic của các bạn đi nhé. Bạn nào phát biểu thì để lại để mic nhé. Tôi thấy có một số cái tiếng vọng nó vang vào. Nhạc gì đó như là nhạc 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 xưa, nhạc bolero gì đó. Ok. Các bạn vẽ chân dung khách hàng thì các bạn vẽ như thế nào? Thì tôi cũng có luôn vẽ chân dung chuẩn của Facebook. Đấy, nó có 18 cái tiêu chí. Cái tỉnh thành phố chúng ta muốn đánh. Tất nhiên là chúng ta muốn đánh cả cả Việt Nam. Nhưng mà chúng ta muốn đánh tỉnh nào trước, muốn đánh khu vực nào trước, các bạn hiểu ý tôi không ạ? Vì cái khả năng tài chính, cái khả năng nhân sự, cái nguồn lực của chúng ta có hạn, chúng ta không thể nào đánh được tất cả các tỉnh, đánh được toàn quốc, đúng không ạ? Vậy thì giống như ngày hôm qua ấy, cái nước uống Kim Tan ấy, ta đánh vào công nhân, đối tượng là công nhân, ta định nghĩa rõ ràng luôn. Vậy thì những tỉnh nào có nhiều công nhân đấy, ở khu vực miền Nam gần với ta hơn, ta đánh khu vực miền Nam trước, xong miền Trung và miền Bắc, hoặc là ta đánh miền Nam trước, xong đó ta đánh miền Bắc, xong ta đánh miền Trung. Đấy, và ta phải nghiên cứu là tỉnh nào, Đồng Nai, Bình Dương, trong đó Hồ Chí Minh là những tỉnh có nhiều khu công nghiệp. Đấy, và tương tự như thế, có một số những cái tỉnh xung quanh đó, trong tỉnh đấy là huyện nào, đấy, trong huyện đấy là xã nào. Thế còn ra Hà Nội thì Vĩnh Phúc, rất nhiều khu công nghiệp, Bắc Ninh, Nhà Thầy, rất nhiều khu công nghiệp, Bắc Giang, đúng không ạ? Vậy thì ta sẽ oánh những tỉnh đấy trước. Đấy gọi là phân tích khách hàng theo chuẩn của Facebook. Đầu tiên là tỉnh. Chúng ta có chạy thả ghim hay không? Giới tính là nam hay nữ? Tuổi tác từ bao nhiêu đến bao nhiêu? Đúng không ạ? Công nhân, nhưng mà ví dụ như công nhân tuổi 50 thì chắc là người ta cũng sẽ thích uống bia, thích uống rượu hơn là thích uống nước sâm. Đấy, ví dụ như thế. Thế thì chúng ta phải phân tích được tuổi, ngôn ngữ, đúng không ạ? Nhắm mục tiêu chi tiết ở đây bao gồm những cái gì? Ví dụ như là trình học vấn, tốt nghiệp cấp 3 hay tốt nghiệp đại học hay cao đẳng hay thạc sĩ tiến sĩ, học trường gì, học ngành gì, năm tốt nghiệp là bao nhiêu? Chúng ta đều có thể chọn được. Rồi thì trình độ học vấn là như vậy. Sau đó là các sự kiện đối với một con người, đúng không ạ? Ví dụ như là sự kiện kết hôn 3 tháng, 6 tháng, sự kiện sinh nhật, tháng sinh. Rồi thì cha mẹ có con hay chưa? Có con thì có mấy con có bao nhiêu tuổi? Đấy, thì chúng ta cần phải đưa ra được tất cả những cái thông tin như vậy thì chúng ta mới mới gọi là vẽ chân dung khách hàng. Chứ hầu như tôi thấy các bạn vẽ chân dung khách hàng rất đơn giản là tuổi từ 30 đến 45, nữ, thu nhập cao, làm nhà nước, rồi thì làm công sở, thu nhập khoảng độ 20 triệu một tháng. Rồi, thế và các bạn nghĩ rằng đấy là mình đã vẽ xong chân dung khách hàng. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải kỹ hơn nữa. Kết hôn hay chưa kết hôn, ly hôn hay là đã hóa, quan hệ chung sống, đây là của Facebook nó cho mình nhắm chọn. Có con hay không có con, có con trong độ tuổi bao nhiêu, chọn được hết. Công việc làm những nhóm ngành nghề gì, đấy, làm công ty cơ quan nào, ví dụ như là làm giáo dục hay là làm công nhân hay làm sản xuất hay là làm quốc phòng, làm quân đội, chúng ta đều có thể chọn được đối với khách hàng như thế này Facebook. Và chúng ta phải xác định được thu nhập bình quân của khách hàng. Thí dụ như Thái có nói là cái máy 100 triệu thì nếu như cái đấy bán cho doanh nghiệp thì thầy không nói, nhưng nếu mà bán cho cá nhân thì em phải xác định là cái máy đó phải chọn những người có thu nhập rất là cao. Thu nhập của họ có thể phải cỡ
là 100 triệu một tháng trở lên thường xuyên liên tục thì họ mới có thể có điều kiện để mua sắm một cái máy như vậy 100 triệu đó. Tất nhiên một cái máy như vậy nếu như nó có tác dụng tốt, nó có hiệu quả về mặt điều trị thì tôi nghĩ 100 triệu cũng không phải là đắt. Bởi vì tôi nghĩ là tôi xài cái điện thoại rộng 35 triệu, tôi xài cái máy tính 50 triệu. Đấy, thế mà với tôi lại cái chuyện mà mua một cái máy rất là tốt cho sức khỏe 100 triệu thì cũng không phải là vấn đề quá lớn đối với tôi. Đấy, thế nhưng mà vấn đề là bạn phải thuyết phục. Đúng không ạ? Bạn phải thuyết phục. Đấy. Để làm sao khách hàng người ta nhận ra được cái giá trị đó. Rồi tiếp tục đến cái hành vi. À xin lỗi, đến phần sở thích. Thì sở thích trực tiếp với sản phẩm là gì? Và sở thích gián tiếp với sản phẩm là gì? Đúng không ạ? Thế nào gọi là sở thích trực tiếp? Thí dụ như làm đẹp thì sở thích trực tiếp nó phải là làm đẹp. Đấy, spa. Đúng không ạ? Đi spa, những người đi spa thì chắc chắn là mua Rosy Crystal là phù hợp, rất phù hợp đúng không? Những người quan tâm đến làn da rồi thì sức khỏe trẻ đẹp đấy, rồi thẩm mỹ viện người ta còn chịu đau đớn, người ta nâng vòng hút vòng thì người ta không có lý gì người ta lại 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 không xài mỹ phẩm cao cấp cả đúng không? Đấy là những người mà có cái sở thích liên quan trực tiếp. Thế còn sở thích gián tiếp ví dụ như là mỹ phẩm đẹp thì nó sẽ phải đi kèm với du lịch, chẳng đứa nào đẹp mà ngồi trong nhà cả, rồi thì thời trang, đấy, rồi thì xem phim, rồi thì hàng hiệu. Đấy là những cái sở thích gián tiếp liên quan đến sản phẩm và dịch vụ. Các bạn hiểu ý tôi không ạ? Thì mình vẽ chân dung ra càng chuẩn càng tốt thì như vậy mình sẽ biết là họ ở đâu đấy, họ làm gì, họ như thế nào, động cơ mua hàng là gì. Cái tí nữa tôi sẽ nói về cái động cơ mua hàng. Rồi tiếp tục là đến phần hành vi. Hành vi là hành vi trực tuyến của họ. Họ có đi du lịch hay không? Có du lịch trong nước hay du lịch nước ngoài? Họ có thích ở resort hay không? Họ có đi xe hơi hay không? Đấy. Chắc chắn rằng là họ phải xài xe hơi rồi. Đấy. Thế rồi thì họ có là chủ doanh nghiệp hay không? Facebook cho chúng ta chọn được. Chủ doanh nghiệp. Facebook page admin. Vâng, chắc chắn là cái lượng chủ doanh nghiệp là sẽ là một cái tập khách hàng phù hợp với mình. Các cái ngôi sao showbiz, các cái diễn viên thì bạn có thể nhắm chọn về nghề nghiệp, bạn có thể nhắm chọn về nghề nghiệp là doanh nhân, làm trong lĩnh vực giải trí showbiz đấy, diễn viên điện ảnh rồi thì đài truyền hình, quân đội y tế, đấy là những cái chỗ mà có xu hướng có nhiều tiền. Công chức nhà nước đúng không? Rồi công chức nhà nước thì mới mới có nhiều tiền thì mới xài được, công chức cao cấp đúng không? Đấy, tiếp tục ví dụ như là có phải là ngoại kiều hay không? Ngoại kiều đây chính là Việt kiều đấy. Thì Việt kiều bình thường là chúng ta chạy ở Việt Nam cũng có khách, thế nhưng mà bây giờ thì chúng ta không có khách ở Việt Nam mấy do chúng ta do dịch. À, ngoài ra thì các bạn có thể bán crystal sang các nước khác, ví dụ bán sang Nhật, bán sang Đài hoặc là bán sang Mỹ. À, các bạn có thể không biết nhé, nhưng mà mỹ phẩm Hàn Quốc rất là chuộng ở Nhật. Có thể các bạn không biết điều này. À, tôi có một bạn học trò là làm ở Hàn Quốc, đi 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 du học ở đấy. Sau đó thì các bạn ấy nhập nhập mỹ phẩm của Hàn về bán bên Nhật, nhập mỹ phẩm của Nhật Nhật bán bên Hàn. Tức là bản chất đấy là mua của thằng chán và bán cho thằng thèm. Nhập mỹ phẩm của Hàn để bán cho bọn Nhật và nhập mỹ phẩm của bọn Nhật thì bán cho bọn Hàn. Đấy là có thật luôn. Và doanh số khá là tốt. Đấy. Thế rồi thì người ta sử dụng thiết bị di động như thế nào? iPhone đời bao nhiêu? Phải mô tả được. Ví dụ như là những cái crystal như vậy thì tôi nghĩ iPhone ít nhất là phải cỡ dùng X trở lên. X rồi 11 rồi 12. Đấy, Samsung thì phải S20, S21. Đấy, kiểu kiểu như thế. Thế nào? Hầu như họ sẽ sử dụng các cái thiết bị di động đời cao. Chứ còn nói thật, nếu mà dùng Xiaomi với lại dùng Oppo với lại dùng cái gì mà những cái nhãn nó độ 2-3 triệu hay gì, VinSmart, thì xin thưa là không có tiền mua Rosy Crystal với lại mua cái gì sofa
cái gì mà lép pha cái gì đấy của các bạn đâu, toàn mấy chục triệu chúng qua thầy vào xem thầy cũng cũng phải dè chừng không, toàn da da xịn, da nó gọi là full grain có đúng không, ở đây có ai là người đóng da có biết da full grain là da gì không? Ở đây có ai ở bên bên sofa có biết da full grain là da gì không? Có nhiều loại Sao da lắm thầy, hả? có nhiều loại da Có nhiều loại da lắm. đúng rồi. Rồi. Điều đấy cho thấy là các anh cần phải học về các loại da nhá. Điều đấy các anh cần phải học. Bởi vì trong trong phân loại về da ấy, trong tiếng Anh cái từ full grain là nói về các dòng da cao cấp nhất. Tiếng Anh nó gọi là full grain. Các anh phải học về ngôn ngữ, về về thuộc da. Nghiêm túc luôn. Vì trước là thầy là dân đóng giày. Tức là đã từng trực tiếp sản xuất giày bán nên là thầy biết nghiên cứu về da khá là kỹ. Rồi tiếp tục. Đấy, các cái thiết bị di động này, thiết bị sử dụng hệ điều hành máy tính đấy như thế nào? Thí dụ như là chắc chắn rằng là một người mà họ xài xài mỹ phẩm cao cấp, họ xài sofa cao cấp, họ xài thiết bị y tế cao cấp thì chắc chắn là thu nhập của họ rất tốt. Các cái thiết bị di động của họ rất đắt tiền, các cái máy tính của họ cũng rất đắt tiền. Windows hệ điều hành mới nhất, cấu hình cao nhất. MacBook cũng hệ điều hành mới nhất và cấu hình cao nhất, kiểu như vậy. Và các bạn có thể chạy đến những khách hàng sử dụng MacBook là những khách hàng mà có thu nhập cao. Đấy, thì tôi phân tích sơ bộ cho các bạn là chân dung khách hàng. Chân dung khách hàng. Đấy, theo chuẩn của Facebook thì các bạn cứ ngồi liệt kê ra như thế. Đấy, cái file này tôi cũng sẽ gửi cho các bạn sau. Đấy, nếu các bạn cần. Rồi, nhá. Thì từ cái sản phẩm đấy, từ cái mức giá, từ cái cách cách giao hàng, cách bán của mình thì mình sẽ xác định được bán cho ai, bán như nào, bán ở đâu. Được chưa ạ? Xong. Sau khi đó thì bắt đầu chúng ta mới đến tiếp tục là lựa chọn kênh phân phối, kênh online, kênh offline, kênh truyền thông. Và kênh thì rất là sẵn nhưng mà chúng ta phải tí nữa chúng ta sẽ phải đến cái vấn đề về về chi phí. Rất nhiều khách hàng làm việc với thầy Phan Anh này cứ bảo thầy ơi, thầy lập kế hoạch cho em. Nhưng mà không, thầy có kinh nghiệm rồi. Không bao giờ thầy hùng hục lập kế hoạch đâu. Việc đầu tiên thầy phải hỏi là ngân sách chi bao tiền, đúng không? Tiền ít thì không thể hít xà bông thơm được. Nói thẳng thế cho nó nhanh.